Lại có băng cối về không có nha. Đợt này cửa hàng mê món đồ băng cối này rồi. Vừa lấy về bày cửa hàng cho đẹp, vừa giao lưu. Khi một mặt hàng băng cối phải đóng hàng thì nó phải như thế này các bác nhá. Tôi cũng chia sẻ cho anh em kia cách, nếu anh em có gửi đi cho ai mà anh em mới dùng ấy, mới cho hoặc tặng thì phải đóng như thế này thì nó mới an toàn. Nghĩa là các vị trí đều có những cái sự gia cố, nó đè xuống thì nó tì vào chỗ nào. Đấy. Hai bên này nó có hai bên thì nó không bị tì vào đây. Con này rất nặng các bạn, nói là nặng như là những con đầu băng 10 luôn. Con này thì chạy băng 7 6010, kích cỡ thì như một con đầu băng 10 như này, nặng thật luôn, có khi còn nặng hơn cả hai con băng 10 này. Không nghĩ là nặng thì 6010, hàng mạng hàng đấu giá về đẹp kính con luôn nha. Đợt này cửa hàng lại mê cái món đồ cổ chảy cối này, cũng lấy về bày cho đẹp cửa hàng, cũng như là để đấy anh em nào đến xem cửa hàng hoặc là giao đi tích 6010, toàn hàng đẹp, hàng mạng đấu giá nhé.